Giới tiên tri nhận định tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, tháng 3 năm 2022 đến thời thoát khổ, giàu nứt đấu đổ vách. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, Tuất là con vật đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Tuất đa số sống tự lập, trưởng thành sớm và có tính cách mạnh mẽ, kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn và không ngại khó khăn, nguy hiểm. Về sau thì họ cũng có được những thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy tuổi Mậu Tuất có vận trình hung cát đan xen. Nhưng nếu chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi, thì chỉ cần nắm bắt được vận mệnh của mình, những gia chủ tuổi Tuất trong năm 2022 nhâm dần sẽ phất lên như diều gặp gió. Hơn nữa được tam hợp với thái tuế trong năm, cho nên trong năm 2022 nhâm dần thì những gia chủ tuổi Tuất sẽ có được sự tương trợ từ quý thần và từ đó thì vận trình công việc được hanh thông, con đường tài lộc cứ vậy mà rộng mở thênh thang. Thưa quý vị, để có thể nắm rõ được vận trình của những gia chủ tuổi Tuất trong tháng 3 âm lịch này, xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, mệnh Bình Địa Mộc, là người thành thực, trung hậu và có hiểu biết. Đây còn là người có tinh thần chính nghĩa, không ngại khó khăn khi giúp đỡ mọi người. Họ cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân nếu cần thiết và vì vậy họ được nhiều người tin tưởng và yêu mến. Người tuổi Mậu Tuất có thể trở thành bạn bè hoặc cấp dưới đáng tin cậy. Họ cũng có khả năng chịu đựng khó khăn gian khổ. Khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ liên tiếp tiến lên không ngừng nghỉ. Họ có khả năng hợp tác với người khác để làm nên sự nghiệp chung. Mậu Tuất là người rất có năng lực làm việc nhưng họ không phải là người có tài ăn nói. Họ cũng không phải là người có thể giữ yên lặng trong thời gian dài. Tuy nhiên, vì không có khả năng biểu đạt nên họ thường chỉ có thể nói rất thẳng thắn ý kiến của mình. Nếu không làm được như vậy, họ sẽ cảm thấy cô độc. Tuổi Mậu Tuất mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường nên họ không có nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Tuổi Mậu Tuất đón tháng Giáp Thìn khá êm đềm và suôn sẻ. Gia chủ có thể chịu một vài thiệt thòi vì anh em bạn bè, vẫn còn có thể làm sứt mẻ tình cảm. Bù lại, gia đạo an vui, con cháu quy quần, giúp tinh thần luôn thoải mái và yêu đời, không có gì muộn phiền. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Giáp Dương Mộc nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Tuất sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 tháng này, đường công danh sự nghiệp được nâng đỡ nhiều, tuy nhiên ít có sự đột phá. Nếu vẫn đang đi làm, sự nghiệp nhìn chung sẽ hanh thông hơn, mọi việc tiến triển trong tầm kiểm soát của bạn. Tuy nhiên, có những thời điểm có vẻ như bản mệnh chưa chủ động nắm bắt cơ hội nên dễ bị bỏ lỡ. Lại thêm sức cạnh tranh tăng lên khá rõ, áp lực kèm theo, đòi hỏi bản mệnh phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đương đầu với mọi điều có thể xảy đến. Nếu có dự án hợp tác với anh em bạn bè thì nên tránh, đa phần bản thân sẽ chịu thiệt thòi, vất vả, không được hưởng lợi. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cho bạn cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở mức độ nào đó. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mậu Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
tình hình tài chính của gia chủ khá ổn định, cơ hội làm giàu vẫn có, nhưng cần chủ động và nỗ lực nhiều hơn. Còn nếu giữ tư tưởng an phận và chờ xung dụng thì bạn sẽ chẳng đạt được bất kỳ lợi ích nào. Ngoài ra trong tháng, cẩn trọng trong khâu dùng người, phải biết phân biệt rõ người tốt kẻ xấu, không nên mù quáng nghe theo lời dụ dỗ của người không đáng tin. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Mậu Tuất phải đối mặt. Dù là anh em bạn bè cũng cần phải tìm hiểu thông tin xác đáng, kẻo tiền mất mà tình cảm cũng tan vỡ. Bị người khác lợi dụng hoặc trực tiếp cướp đoạt tiền bạc. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này sức khỏe của gia chủ không gặp phải nguy hiểm tiềm ẩn nào lớn, nhưng không thể tránh khỏi những bệnh vặt hoặc bệnh cũ tái phát do sinh hoạt thiếu điều độ. Do đó bạn có thể phải đến bệnh viện điều trị, nhưng cũng đừng quá lo lắng, gặp đúng thầy đúng thuốc bệnh sẽ sớm qua khỏi. Có điều sẽ phải tiêu tốn khoản phí không nhỏ cho việc điều trị. Các gia chủ tuổi Mậu Tuất sẽ luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mậu Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Nếu đang sống một mình, bản mệnh không cảm thấy cô đơn vì xung quanh luôn có gia đình, bạn bè kề bên. Có người còn tìm được một người bạn đồng hành chăm sóc cho nhau lúc về già. Có thể ở tuổi này tình yêu đã không còn quá quan trọng, nhưng sự quan tâm và ấm áp từ nửa kia khiến bạn muốn mở lòng và tiếp nhận đối phương. Người đã có gia đình cần phải lưu ý, càng hạn chế các cuộc tranh cãi hơn thua bao nhiêu sẽ càng tốt cho mối quan hệ của cả hai bấy nhiêu. Nếu không, từ mâu thuẫn nhỏ sẽ biến thành gay gắt, gây rạn nứt tình cảm, thậm chí là đổ vỡ. Nhìn chung gia đạo yên vui, con cháu quây quần giúp tinh thần của mệnh chủ luôn thoải mái và yêu đời, không có gì phiền muộn. Vì thế bản mệnh nên tiếp tục chú ý giữ gìn sức khỏe, tham gia các hoạt động vừa sức với mình, duy trì trạng thái tâm lý lạc quan, tích cực, vui vẻ với con cháu. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Mậu Tuất trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 3 năm 2022, tức ngày 9 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 3 năm 2022, tức ngày 21 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Tuất trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 3 năm 2022, tức ngày 8 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 3 năm 2022, tức ngày 20 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi Tuất sinh năm 1958 trong tháng 3 âm lịch. Và chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi cuộc sống của mình ở ngày một tốt hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh.